Tết Nguyên đán năm 2024 đã đến gần, thị trường lao động nói chung và thưởng Tết nói riêng đang có những tín hiệu lạc quan. Điển hình là mới đây, các cơ quan gồm Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thành đoàn và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm lớn nhất năm với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp và 20.000 vị trí công việc cần tuyển dụng. Đáng lưu ý, nhiều công ty lĩnh vực xuất khẩu như dệt may, giày da cuối năm tuyển nhiều lao động trở lại. Tại ngày hội giới thiệu việc làm vừa qua ở Thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Worldon Việt Nam cần tuyển hơn 11.000 vị trí công nhân may, cắt in, giày, tổ trưởng truyền. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Việt Nam cần tuyển hơn 500 công nhân may. Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Thái Dương cần tuyển 200 công nhân thợ may và công nhân kiểm tra chất lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ tuyển 100 thợ may, lao động phổ thông. Về thưởng Tết, khảo sát nhanh vài công ty cho thấy, mặc dù năm qua tình hình sản xuất kinh doanh trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị vẫn cố gắng và xây dựng mức lương thưởng Tết bằng hoặc cao hơn năm ngoái. Đơn cử, công ty trách nhiệm hữu hạn Powerm Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công ty đang cố gắng duy trì mức thưởng Tết như năm trước, tức thưởng theo thâm niên làm việc của người lao động, tức từ 1 đến 2,2 tháng lương. Ngoài ra, bên cạnh các hoạt động thường niên, từ tháng 1 năm 2024, công ty và công đoàn cũng sẽ có kế hoạch hỗ trợ vé xe cho người lao động khó khăn về quê đón Tết. Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cho biết, qua ghi nhận bước đầu các báo cáo của doanh nghiệp gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, thì thấy tình hình có dấu hiệu khả quan. Đa số các doanh nghiệp đều cố gắng xoay sở nên ít nhiều đều có thưởng Tết cho người lao động. Khoảng giữa tháng 1 năm 2024, cơ quan chính quyền mới khảo sát, thống kê các doanh nghiệp khó khăn, không thưởng Tết nhằm có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.